Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em quay trở lại với series Trường Học Ma Quái. Yeah. Ok. Thì như anh em cũng đã biết, trong tập trước thì mình đã biến thành Naruto. Trời ơi, đây này, thấy không? Đẹp trai không? Đẹp trai không? Naruto đó nha. Đó, thì hôm nay mình không biết là hôm nay mình sẽ biến thành ai ta. Chỉ cần mình đi ngủ thì mình sẽ biến thành người đó. Nhưng bây giờ mình đang biến thành Naruto, mình cũng khá là thích. Trời ơi, biến thành Naruto rất là vui luôn anh em ơi. Có mấy cái nhẫn thuật rất là hay đó. Thì bây giờ mình sẽ thử biến nhẫn thuật phân thân cho anh em xem nha. Phân thân chi thuật. Hey. Nhảy đi. Đi ra ngoài hết. Trời ơi là trời, cái gì đâu mà anh đánh em đâu quá vậy? Trời ơi, đau đầu quá trời anh em ơi. Mình chỉ mới có quẩy trong nhà, quẩy Vina hay xíu thôi mà vịt lại, vịt cầm cái khúc cục gỗ, vịt đập dưới đầu mình cái. Xong mình ngất xỉu đến bây giờ luôn. Sao mà đau đầu quá vậy nhờ? Trời ơi. Ôi đúng rồi ha. Trong lúc mà mình xỉu cũng giống như là mình ngủ, không biết mình có bị biến đổi thành ai không ta. Trời, cậu mong là không biến thành cái gì đó quái dị nha, để xem coi. Ủa cái gì vậy? Đây là ai vậy? Sao nhìn mặt kiểu nhìn phê cần quá vậy? Ủa skin này là skin gì vậy? Skin phê cần quá vậy? Trời ơi trời. Nếu như mà theo như là cái trình độ xem anime của mình á, thì mình thấy hình như đây chính là bộ skin của cái bộ quần áo nha. Riêng về cái bộ quần áo là mình thấy nó khá là giống với cái bộ phim gì ta, Titan hay gì đó. Đúng rồi, hình như là cái gì Titan gì đó, mình không nhớ nữa. Nhưng mà mình nhớ hình như là thằng này là, hay thằng này là thằng Levi ta, Levi hay Levi gì đó. Cái thằng này, ủa, nói chung là mình ít coi anime, mình cũng không biết. Cái này là Levi hả? Nhìn cũng khá là đẹp trai nhờ. Đó chính là Levi phiên bản béo phì của Mini World. Ok. Cái gì ngoài kia kìa? Ui. Anh em ơi, có con gì ngoài đó kìa. Ui, cái con gì bự quá anh em ơi. Đúng rồi, hình như là Titan thì phải. Mình nhớ là như vậy á. Đi ra ngoài coi. Ui, để mình ơi, có cái kiếm nè, có cái kiếm này để mình chém nó. Này đi. Trời, nó biến, nó chết rồi, chết rồi. Ôi anh em ơi. Sao tự nhiên lại có mấy con bự khổng lồ trong map của mình vậy? Hình như con này là người ta gọi là con Titan hay sao anh em? Trong người mình hiện tại mình đang có một cái kiếm. Con này là gì đây? Cái này là hình như là cái móc leo thì phải. Đúng rồi. Tại vì trong phim Titan á, là những cái người mà người ta đi đánh Titan á, là người ta sẽ có những cái móc leo nè. Đó thì chắc Levi nó cũng có. Đó, những cái móc leo để mình leo qua leo lại trên cành cây nè. Đó, nhảy qua cây này. Trời ơi, đẳng cấp nha. Rồi, leo qua cây bên đây. Phải từ từ. Leo trên canteen nè. Leo canteen nè. Vậy cái này là cái móc leo để leo qua leo lại anh em ơi. Ok. Thôi, mình nghĩ là bây giờ mình phải về nhà. Quên nữa, đúng rồi, mình còn một cái buổi học ở trên trường nữa. Bây giờ mình phải lên trên trường để mình học đây. Đi học thôi. Cái gì vậy? Một con ngựa. Một con ngựa anh em ơi. Đúng rồi, mình quên mất là Levi là hình như là Levi hình như là trong phim là cưỡi ngựa anh em ơi. Đúng rồi, mình được tặng con ngựa luôn nè. Ui ghê. Mình cưỡi coi. Trời, nhìn ngầu nha, đẹp trai. Ok, thôi đi học mới được. Trời, cưỡi. Trời, con ngựa chạy nhanh, đúng chạy nhanh luôn. Ok, thôi đi học thôi anh em ơi. Ta da. La. Ok, ở chỗ này của mình là có một cái chỗ để bỏ xe nè anh em. Đó thì mình chỗ này để bỏ xe, nhưng hôm nay mình cưỡi ngựa thôi, mình bỏ con ngựa của mình vô đây luôn. Thôi, đứng ở đây nha, không được đi đâu nha, tí nữa tao còn đi dài nữa đó. Trời, con ngựa đẹp quá. Đúng là làm Levi tự nhiên được tặng con ngựa, sướng. Trời. Ok, vô lớp học thôi. Sao tự nhiên có các bạn gì đứng ở đây nhìn cái gì, cái khu trường học của mình nha. Nhìn lạ nha. Bạn ơi, bạn ơi sao tự nhiên bạn đứng ở đây, bạn nhìn cái trường học mình chi vậy? Hello. Bạn có phải người Việt Nam không? Hello. What your name? Sabanikap. Konnichiwa. Ủa, sao bạn này bạn nó không nói gì vậy? Bạn ơi. Ủa gì kì à? Gì đâu, người đâu bất lịch sự vậy trời? Anh em, người đâu bất lịch sự, mình đứng đây mình chào nãy giờ, mình đứng mình chào hoài luôn mà không thấy trả lời, sao bỏ đi luôn. Người đâu kỳ cục nhờ. Hay là bạn ấy ganh tị với vẻ đẹp trai của mình. Trời ơi, biến thành Levi đẹp trai bé trưởng. Thôi đi vô lớp học đi chứ không phải trễ giờ học là chết mình luôn đó.
Thôi ok anh em ơi, cuối cùng cũng xong tiết học rồi. Ủa sao phòng thầy hiệu trưởng lúc nào cũng mở toang vậy ta? Ui phòng thầy hiệu trưởng có mấy con gà kìa, trời ơi trời ơi. Trời ơi. Thôi chắc cái này là đồ ăn trưa của thầy cô, thôi mình không nên lấy đâu, thôi mình đi về đi. Trời ơi tham ăn quá, tham ăn quá. Đóng cửa phòng lại cho thầy. Ok thôi đi vào thôi. Hai. Ủa hình như là anh em ơi, hình như cái này là cái bạn hồi sáng mình gặp ở trước trường anh em. Ủa mà sao tự nhiên bạn ấy đứng nó làm gì vậy? Ủa cái gì sao bạn nó giật ghê vậy? Ủa cái gì à? Ủa làm gì giật ghê trời. Ủa mình đứng đây mình nhìn coi. Ủa bạn ơi, bạn bị cái gì à? Bạn ơi. Ủa tự nhiên bạn nó giật ghê vậy? Hả? Ủa có chuyện gì vậy? Ủa bạn cái bạn đó bạn bạn nó bị cái gì vậy? Ủa sao tự nhiên cái người bạn ấy biến thành đỏ chót luôn vậy? Rồi ủa anh em phải từ mình lại gần coi. Ôi trời. Ôi anh em ơi, nhìn kìa. Ui bạn ơi bình tĩnh bạn ơi. Ui anh em nhìn nè, cái bạn đó bạn bạn nó biến bự ghê luôn anh em nhìn kìa. Ôi bạn ấy bự hơn mình gấp mấy lần luôn á. Ui để mình xem coi. Bạn ơi, bạn ui cái gì? Ui trời. Cái gì? Ôi sao lại nó dí mình. Ôi bạn nó quýnh mình anh em. Sao tự nhiên quýnh mình à? Bạn ơi bình tĩnh mày ơi. Ui trời. Leo nóc nhà cái lắm nha. Trời. Ôi cái gì? Ôi hình như là các bạn này bạn nó đang muốn bắt mình lại anh em ơi. Ôi cái này cái con gì mà sao nó bự vậy? Ôi hình như mình nghĩ là các bạn này chắc không phải là người rồi, bạn nó biến thành quái vật rồi anh em ơi. Con này hình như con này là con Titan anh em ơi. Chết rồi, hình như con này là con Titan hay sao á. Okay, bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình không thể nào để cho nó đứng trong trường mà nó quậy như vậy được. Mình nghĩ là mình phải giết nó thôi. Bay qua đây nè. Rồi, con Titan kia, lại gần đây. Lại gần đây. Trời ơi, tưởng bắt tao à. Bắt tao đi. Titan. Ui, leo đây. Trời. Con Titan nó dí mình ghê quá anh em ơi. Nhảy ra ngoài lại nè. Trời. Titan. Mình phải đánh sau cái đó. Nó dí mình. Anh em con Titan này nó hung dữ quá. Từ mình phải leo cây nè. Mình con này mình không thể nào để cho nó bắt mình lại được. Nó mà bắt mình thì nó sẽ giết mình chết. Ôi trời. Nó đang muốn bắt mình kìa anh em. Nè mình nhảy qua cây này. Có giỏi lại đây Titan ơi, có giỏi lại đây nè. Trời thôi để mình giết nó, mình phải giết nó mới được. Mày Titan. Ok mình giết nó rồi. Ôi trời. Cái con này sao tự nhiên nó dậm chân nó la hét sầm vậy anh em. Ui hình như là mình nhớ là mình có coi cái phim này rồi, hình như là nó la lên như vậy để nó kêu thêm mấy cái con Titan khác tới nữa đó. Trời chết rồi. Trời ơi có con nào tới không vậy? Ui mình phải leo lên trên nóc nhà mà đứng mới được. Không được thôi, bọn nó tới đông lắm luôn á. Mình sợ là bọn nó sẽ tới đông lắm luôn á anh em. Ui thôi mình đứng đây mình đợi coi. Trời ơi là trời, cái gì mà đông dữ vậy anh em ơi, nhìn kìa. Quá trời Titan luôn, trời ơi đông quá. Hình như là nó đang muốn ăn thịt mình anh em ơi. Trời là trời, nhìn nó kìa, nhìn cái khuôn mặt của nó thèm thuồng không, nó đang nghĩ đầu là trời ăn thịt thằng Levi này chắc là ngon lắm. Trời là trời, nhưng mà không được đâu. Xin trân trọng giới thiệu cho mày biết, tao chính là Levi, là một cái đội trưởng cực kỳ mạnh. Tao sẽ giết hết bọn Titan này. Hồi nãy mình có chuẩn bị một ít bánh mì thơm hồi sáng để mình ăn theo mình ăn sáng nè, cũng may là mình có để mình hồi máu. Rồi bây giờ tao sẽ cho tụi mày xem được sức mạnh của Levi đây. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Trời ơi, cứu tôi với, trời đông quá, cứu tôi với, đông quá, trời ơi, em xin lỗi, em giỡn với mấy anh đây bà. Trời là trời, mình vẫn còn là thằng phong cận anh em ơi, chỉ có cái skin của mình là skin của mình biến thành thằng Levi thôi, chứ mình không phải là Levi. Trời ơi, mình quên mất, chết mình rồi, bây giờ làm sao đây? Ui, trời, bây giờ mình nghĩ là mình phải leo nóc nhà. Leo lên, ôi chết, trời ơi là trời, mình tưởng mình biến thành Levi rồi, ai dè đâu, mình vẫn còn là thằng phong cận anh em ơi. Bây giờ làm cách nào để giết được hết đống Titan này ta? Trời nó leo trên nóc nhà luôn kìa anh em, quá trời luôn, trời nó leo trên nóc nhà nữa kìa. Hồi đông quá. Bây giờ mình nghĩ là mình phải giết mấy con mà đứng một mình trước đi. Ok, nhảy qua cái cây này. Ok rồi, leo cây. Ui, có thằng Naruto phân thân lần trước của mình kìa. Ủa thôi cởi nó đi trời ơi. Nhảy qua đây. Trời. Con này đầu tiên. Hey, mày hả mày. Ui, con ba con cùng lúc không chơi, không giỡn. Ơi, một hai con thôi chứ ba con cùng lúc ai chơi, trời mấy bạn chơi kỳ vậy mấy bạn. Rồi mình ăn miếng bánh mì vậy kìa. Ba con lúc luôn khá là đông nha. Ui, có cái con đứng trong sân bóng kìa. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ giết cái con đứng trong sân bóng trước. Nhảy xuống đây. Ok rồi, trời ơi bên đây đông quá, mình nghĩ mình chưa giết được đâu. Nhảy qua đây. Ơi, lại đây mày. Chết mày nè con Titan nè, mình sẽ giết mấy con đứng một mình trước, còn những con mà đứng nhiều quá thì mình sẽ giết từ từ. Leo đây. Rồi.
Nhảy lên đây. Trời ơi, nhìn kìa, thương không? Lại đây. Đập với đầu mày nè. Trời ơi, Titan đúng là Titan. Đầu to mà ốc như trái nho vậy. Hây, hây. Chết mày đi. Ôi. Hồi bê một đài một bài luôn, làm sao mà giết được. Ừ là chơi. Cái gì? Ủa cái gì? Mình mới làm gì anh em? Ui, hình như là Levi có thể dùng skill anh em ơi. Chờ khoan, từ để mình dùng thử nha. Rồi. Hãy đỡ đây. Đập mày nè. Cái skill này chơi để né nè. Trời của tôi với. Đông quá. Ui, hai bên luôn. Leo trên nóc nhà. Ui trời, leo mày quá trời. Hai bên luôn, xé nó mình bị giết rồi. Ok, mà sẽ giết hai con đứng một mình đây trước. Nhảy nè. Hãy xem sức mạnh ra đây. Đập mày nè. Ôi, leo đằng sau bên lưng mày. Titan. Đông quá. Chị leo lên nóc nhà. Ui, mình là mình chơi á, bọn nó đông lắm, với lại bọn nó là người khổng lồ nữa, mình phải leo lên nóc nhà để mình trốn anh em ơi. Không thôi là mình sẽ bị giết. Ôi, có con đứng ngay cây kìa. Mình sẽ giết cái con đứng ngay cái cây trước. Đây, hình như nó không biết mình đang ở đây anh em ơi. Ui, chết mày đi Titan. Ui, cái tự nhiên đâu có cái phân thân của mình trong tập trước ở đây vậy. Mày đi, mày biến cho tao cái đi. Ui, cái cây kiếm có leo về cơ bộ cũng ghê nha. Leo này sau lưng nè. Ui, lại đây. Chết mày đi. Hai con chết queo luôn. Rồi bốc khói luôn rồi. Trời ơi, đẳng cấp là đây chứ đâu. Trời ơi. Rồi ăn miếng bánh mì vô. Bây giờ mình nghĩ là mình phải giết mấy con mà ở trên nóc nhà anh em ơi. Ok. Hãy xem tuyệt kỹ đu dây của Levi đây. Leo cây. Trời tuyệt kỹ đó hả? Anh leo cái té luôn rồi. Leo này, leo lên cây nè. Đó. Hãy xem đây. Leo nóc nhà. Rồi. Mày nè, một con. Còn một con đứng đây nó không thấy mình, Không thấy tao thì chỉ có chết thôi. Rồi, tiếp tục qua bên đây. Rồi. Không thấy tao nè, chỉ có chết thôi. Rồi, còn một con đứng bên đó để mình qua nó luôn. Hey! Hãy đỡ nè. Đập mày chết nè, Titan hả? Ui. Leo lên. Rồi có một con đứng trên đây anh em ơi. Bây giờ mình sẽ giết con này. Để mình thử dùng đẳng cấp nè, Levi nè. Bay lên nè. Chém nè. Trời ơi, ghê, đỉnh cao không? Anh em thấy mình đỉnh cao không? Mày nè, đứng đây hả? Họ anh em thấy mình có pha nãy đỉnh cao không? Đỉnh cao. Trời ơi, đúng là Levi siêu mạnh luôn. Ok, từ. Làm miếng bánh mì vô kìa nè. Ở bên đây, ở dưới đây còn vài con, với lại bên đồn cảnh sát cũng có mấy con kìa. Mình giết cái xíu nữa là xong, hỏi gì đâu, dễ ẹt. Hey. Ok anh em ơi, thì từ nãy đến giờ mình cũng đã giết được hết mấy cái bọn Titan rồi đó. Thì ra là mấy cái người dân người ta thấy phát hiện ra Titan xong người ta xuống dưới cái đằng sau của ngôi trường người ta trốn nè. Đó, may quá, may là mọi người sẽ không có ai bị chết hết. May quá, mình cũng đã giết được hết bọn Titan rồi. Ok, và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của thành viên trong team Hero bọn mình, đó chính là anh Mr. Vịt nè, Timmy TV và Camui TV, để subscribe cho ủng hộ cho những bạn trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa, đó chính là Kairon TV nè, Mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Và anh em muốn trong tập sau mình biết thành ai nữa thì anh em hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Ok.